Em xin chào các bác. Hôm nay thì có dịp vào vườn của anh Hữu. Anh em cùng câu lạc bộ, nhưng mà giờ anh đã chuyển công việc rồi. Thì có một ít lan muốn bán cho anh em. Thực sự là bán theo dạng gọi là thanh lý anh em nhé. Thanh lý. Trước cái khu vực này thì mình đã quay rất là nhiều, nhưng mà giờ nó chuyển sang làm chuồng gà, đất bán cho anh em người ta rồi. Bán cái khu vực bên trong này rồi mọi người nhé. Đây là cái khu vườn của anh ấy, nói chung là cũng rất là hoang hóa. May là hai thằng Duy nó không chết này. Bảo Duy à anh? Đầu năm mất mất của Hoan đấy, Lấy của Hoan một củ hai mất ngủ đấy. 1 triệu hai mắt ngủ. Tự nhiên thấy làm kia tưởng nó đi đâu rồi, hóa ra nó vẫn sống. Duy này giờ được 200 một kg này, Chết quay đầu thôi. Duy này. Lên nhìn kia cũng đẹp, nhìn kia đấy, nay ra kia nhìn thì nó tưởng nó đi đâu rồi, thế nó cũng chết là được rồi. Cái này cái gì anh? Nó thằng gì ấy? Thằng kiểu gì ấy? Chả biết. Còn thằng này hình như là thằng kia của thằng Á Hậu hay là gì đó. Không nhớ. Thì anh cứ băm một lô anh giải cho kia, mà đầu năm vừa rồi rảnh rỗi có Vâng. chi phí thôi thì mình cứ băm đôi mình vứt đấy, kệ được cái gì Thế được. kia là địa lan gì anh? À, thằng ấy thằng địa vớ vẩn, Vâng. thằng địa theo kiểu vớ vẩn. Cái khu đất này dài bao nhiêu anh? Tròn 100 mét vuông. Dài rộng 5, dài 20 anh? Ừ, đúng rồi. Ai không có nhà vào đây mua luôn cả đất là ok đấy. Cả cả khung nhà sắt luôn, có tiền bỏ ra 100 triệu làm được cái nhà 2 tầng, có khung sắt sẵn rồi. Có khung sắt sẵn rồi, khung sắt luôn đấy. Vâng. Quay ra bán cho anh em những cái đồ này nhé. Đây là Minh Châu, Á Hậu, đủ các kiểu thể loại. Bảo Duy. Đấy, Minh Châu này. Đấy, châu châu hai hay ba châu gì cơ, chứ không phải một châu ở đâu. Minh Châu Châu. châu còn mấy châu, không phải Đúng mấy không? châu Đúng Minh châu Châu chưa? đây, châu mấy châu châu. Đây, trước thì Nam Minh Châu, Bắc Hồng Xòe. Nó đủ các kiểu. Xòe hình như là đây đây, xòe đây, xòe 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 còn hai ba châu Người đẹp không tên ai có sẽ hên quá. hên. Đây có rồi chả đến thế nào. Thế chậu chậu người đẹp không tên này anh bán bao nhiêu? Ôi giời, anh có biết giá bây giờ, chú cứ bán được theo giá chú này bán, chú biết chú cứ bán. Đấy, anh em nào mua chậu này là 1,3 triệu nhé. Người đẹp không tên này. Tên là thôi giải giải ngoạn. Đây chia sẻ với anh em là những cái phần bắt đáy rất là nhiều tiền của anh em, thủng hết đáy. Chậu Bảo Duy này 1,3 triệu này. Bỏ ra gần Khoảng 25 cm. bỏ ra gần tỷ bắt đáy chết luôn. Gần tỷ bắt đáy. Anh giữ cái tỷ đấy thì có khi không vấn đề gì đúng Tỷ đấy thì dù sao đỡ phải nợ, có khi mua 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 con ô tô mà đi lại. không? Cùng Vĩnh Khang, Vĩnh Khiết có không? chả có Đây anh Bạch em Tuyết à? Tuyết, thằng ngân hàng Tuyết. Giới thiệu anh em đây là toàn bộ cái hàng này là Bồng Lai, Bạch Tuyết này, Á Hậu nhé. Đấy. Anh em nào thích giống xịn chuẩn thì nhắn cho em. Chuẩn Tuyết xịn tầm nhắn cho đúng em. không? Đây anh Bạch Tuyết này. Đấy, Tuyết. Những kỳ như này báo cáo với anh em là nhổ cây nhé. Nhổ cây nếu mà anh em có lấy. Cái tiền chuyển thì chắc còn đắt hơn tiền cây. Những cây bạch tuyết như này thì cứ 50.000 một cây. Đấy. Có mấy cây đắt tiền như Bảo Duy, Play ấy thì báo với anh em rồi. Ngọc Sơn Cước. Hai cây Bảo Duy ngắn ngắn vừa giờ đâu rồi. Cây Ngọc Sơn Cước này 700.000 anh em nhé. 700.000. Đây bạch tuyết. Hai cây Bảo Duy đấy thì giao lưu với anh em là 600. Đấy. 600. Hai kỳ này Đẹp 600. luôn, kỳ nhìn đúng Đấy. là thật tỷ một Đây sen. là Bồng Lai à anh? Tổng hai kia chắc khoảng 14-15 sen. Tỷ một sen. Thế mà mua. Vườn này lúc đỉnh cao là 14 tỷ đấy anh em ạ. Đấy. Bây giờ anh chủ thì anh đi làm chỗ Tỷ khác rồi. một sen. Gọi là Đấy. cứu thân. Bây giờ anh còn phải cứu thân anh. Thế xanh Huế đâu anh? Đây chậu xanh Huế giống đây. Đấy là chậu giống.
Đấy, quả mọc tùm lum luôn. Còn vừa rồi nhảy ra được 10 củ xanh Huế. Anh chia vào đâu à? Đây, có mấy chậu bên này này. À, cứ 100 một đầu anh em nhé, xanh Huế 100 một đầu. Phan Chí đâu anh? Cái này em như kiểu là đây. Phan Chí chậu này 5 triệu. À đâu, 500 nhổ cây. Mầm con quá đẹp luôn. 500 nhổ cây. Đấy. Đây bản lá này. Thôi bản lá này phải nghĩ rồi. Còn đây xanh Huế, đây cũng thằng xanh Huế nảy ra đây này. À, nhìn cái lá nó úp vào là biết rồi. Thằng này nhìn này, làm phát hai mầm đẹp luôn. Vâng. Chậu này thì 300. Đấy, nảy ra từ chậu mẹ kia 10 củ. Một năm chậu 10 củ nảy ra. Cái này cái em như kiểu vàng cánh bầu Hải Phòng. Ừ, thằng này đúng rồi, nó cánh bầu thật đấy. Chậu này cho anh em sưu tầm 200 nhé. Đây, trồng đỗ quyên, đỗ kiếc. Không dẫn cây nào khác. Vị Hoàng giờ chả ai chơi. Xanh Huế được chục chậu đấy. Em có chậu vị Hoàng ở nhà nó rậm như là rừng. Xanh Huế nó chục măng đấy. À, nếu mà tính cả măng thì phải 20 cái. Vâng. Phần thuốc các kiểu này. Quạt kiếc gỗ. Đây phòng đông chứ, phòng đông đúng không? Phòng cấp đông. Chậu chiếc này. Dã màn. Ôi giời. Nguyên cả sạp này anh thanh lý là bao nhiêu cho anh em người ta biết? Nhổ cây. Chủ yếu là ba loại chủ đạo: bạch tuyết này, bồng lai với lại Á Hậu, Yên Thủy. Sạp này anh cứ nói chắc để em lúc nào anh em nó lấy em bảo anh nhổ. Cái này khoảng chắc phải đến 200 chậu. 200 ấy. 200 chậu thì anh lấy anh em bao nhiêu chỗ này? 50.000 một chậu ạ. Vâng. Mà 10 triệu à? Đâu, 50.000 chậu, 100 chậu là 5 triệu. 2 là 10 à? Nhiều thế, nhiều quá nhỉ. Thôi tính sạp này tầm khoảng 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu được, 4 triệu rưỡi cũng được. Á Hậu, bạch tuyết. Đấy. Nhổ cây cho anh em nhé. Còn anh em nào chơi riêng thì đây có chậu Bảo Duy này. Triệu ba này. Đấy, không tên triệu ba này. Đấy. Thế thôi nhỉ. Yeah. Đây một lô cũng cả Yên Thủy đây. Yên Thủy những, bên này đây. Những cái này thì giờ chắc ít người chơi. Đấy. Cái chỗ này thì anh cứ xem báo giá bao nhiêu để em báo với anh em. Này, nếu mà tính kia này chắc được 230.000 một kỳ chứ mấy. Vâng. Thế thôi. Yên Thủy giờ cứ 20.000 kỳ. Đấy, 20.000 kỳ chứ mấy. Sợ ít người hỏi. Ừ. Bây giờ gọi là mua chơi thôi. Vâng. Người ta hỏi nữa. Mua chơi thôi. Mua sưu tầm. Đấy. Anh em có nhu cầu thì cứ nhắn cho em. Sau đây là em giới thiệu một số sản phẩm chè của nhà đặc sản nhà anh Hữu nhé, chè xịn. Đấy, kính mời anh em xem tiếp tục video rất là hay. Đấy, đây là cái phần trà, phẩm những cái phẩm trà mà anh Hữu sẽ giới thiệu với mọi người nhé. Anh nói giá luôn để đây, anh em biết. Đây là trà hữu cơ nhé. Vâng. Trà sạch đấy, tiêu chuẩn sạch đấy. Đây trà sạch hữu cơ này, trà dạng mắc câu giống như trà Thái Nguyên này hay uống này. Cái này một lạng này. Đây chỉ có một lạng hết. Cái này hôm trước em uống đậm lắm. Ừ. Ngon. Trà tiêu chuẩn, trà hữu cơ mà. Anh báo giá luôn đi để anh em người ta có. Trà hữu cơ này 400.000 một cân. Vâng. Ừ. Đấy, cần mua thì uống bao ngon luôn. Vâng. Anh giới thiệu tiếp đi, mấy cái loại đặc sản gọi là đấy. Trắng trắng kìa. À, xịn xịn đi. Đây là bạch trà đây này. Bạch trà đây gọi là bạch trà. Bạch trà, đây túi bạch trà 500 g. Túi này thì giá như thế nào anh?
đấy, bạch trà đấy. Đấy. Đấy, bạch trà cổ thụ. Nếu mà cái này mua cân thì có 2 triệu rưỡi một cân thôi. Vâng. Còn nếu mà mua rẻ theo gam thì 300 nghìn trên một lạng. 300 nghìn một lạng. Ừ. Đấy. Thế còn cái loại nào đẳng cấp nhất xem nào? Anh giới thiệu mấy cái bánh gì kìa. À, trà bánh đấy, trà san, đây là dạng bánh phổ lý, bánh san tuyết này. Đây là dòng trà cổ thụ Tà Xùa. Trà Tà Xùa. Nó tính theo năm, càng lâu năm thì càng đắt tiền. Bánh 200g, 200g thì cái này nếu mà tính là 500 một bánh này thôi. 500 một bánh. Ừ. Phổ nhĩ sống hay chín này? Đây là phổ nhĩ sống hết. Vâng. Ừ. Đây toàn phổ nhĩ sống. Phổ nhĩ sống là nó làm kiểu gì anh nhỉ? Nó cứ ép vào thôi à? À, nó quy trình làm đấy. Nó chia ra phổ cái này sống và phổ nhĩ chín. Đây, đây cũng là dạng trà phổ nhĩ. Đấy, nhưng mà cái bánh này bánh to. Bánh này là bánh 200g nhé. Vâng. Bánh 200g này. Còn bánh này là bánh 350g. Vâng. Mình cứ hiểu gần 4 lạng. Đấy, đây là phổ nhĩ nhưng mà cái loại này lâu năm. Vâng. Lâu năm mình nhìn cái màu nó sẫm hơn. Nó sẫm màu hơn. Vâng. Cái chơi bánh này bao nhiêu anh? Bánh này là 700. 700 nghìn. 700 nghìn. Vâng. Bánh này gần 4 lạng. Vâng. Đấy, thơm, mở ra chú thấy thơm. Vâng. Đấy. Thơm thật. Mùi đặc trưng mùi trà phổ nhĩ. Nói chung là trà phổ nhĩ nó là cái dòng trà tốt cho sức khỏe đấy. Vâng. Thế anh giới thiệu mấy cái dòng ở dưới này để anh em xem có tham khảo. Những người ta uống trà sành trà thì dần dần người ta chuyển sang uống phổ nhĩ hết. Vâng. Người ta lại không hay uống cái loại trà rời. Thế ạ. Thì phổ nhĩ là nó lên men theo năm. Vâng. Càng lâu năm thì càng có giá kiểu thế. Đấy. À, thế còn những cái này anh giới thiệu nốt đi. Vàng vàng ở dưới. Trà ô long. Ừ, đây là trà ô long này. Đấy. Ô lăng xưởng tại Tam Đường Lai Châu luôn. Thì cái này bao nhiêu một là gói? Đây là ô lăng cái loại này là 350 một cân. Tính 350 một cân. Từ gói này là 70.000 đúng không? Ừ, gói này 2 lạng. 2 lạng. Còn cái ô lăng dưới này thì đắt hơn. Đây là ô lăng thuần, đây gọi ô lăng kim tuyên. Ô lăng màu thuần. Vàng kim tuyên, còn màu ô lăng nguyên bản gọi là nguyên chủng ấy. Cái này bao nhiêu một cân anh? Cái này 450 một cân. À, tức là 90.000 gói 2 lạng. Đúng rồi. Đấy. Đấy. Thì ngoài ra thì còn có trà đỏ, đây gọi là ô long đỏ. Cái này là bao nhiêu tiền một cân ạ? Ô long đỏ đắt hơn, cái này là 800.000 một cân. 800.000 một cân. Thế còn cái này? Nó cũng là ô long đỏ, vì đóng thừa thì đóng sang đây thôi. À vâng. Nó gọi là ô long ga ba đấy. Ô long ga ba. Thế còn những cái này là? Đây cũng là ô long, nhưng mà mình cứ chia giống như kiểu loại 1 dưới này, loại 2 đây. Vâng. Còn đây loại 3, loại này rẻ hơn, 250 một cân. 250 một cân này, đây cả đây. Đấy đấy, vâng. Đây là túi đây. Gói 5 lạng, loại rẻ thì không có. Đóng gói to. Ừ, không vâng. Có gói đấy. Thế cái này thì gọi là trà ô long gì ạ? Cái này của nó là cũng là ô long, nhưng mà cái này là không làm công nghệ sấy lạnh, còn dưới này là công nghệ sấy lạnh này. Vâng. Sấy lạnh thì nó ngon hơn, thơm hơn. Nó cái này sấy nhiệt à? Ừ, còn đây là sấy nóng, gọi là sấy nhiệt. Vâng. Đấy, mình cứ hiểu đấy. Cái này là làm trà thì biết ngay. Vâng. Còn đây là một chút gọi là hồng trà. Hồng trà. Ừ. Hồng trà này dành cho phụ nữ rồi. Ừ, làm rồi cũng được, cứ để phụ nữ. Cái này bao nhiêu một cái? 800.000 một cân. À, 800.000 một cân. Đấy, anh em tham khảo những cái loại trà thì nhắn tin hoặc gọi điện số điện thoại mình ghi vào video nhé. Trà loại trà cổ thụ đấy, chứ vâng. Không phải hồng trà. Theo cái kiểu bây giờ người ta có phong trào làm hồng trà, người ta lấy cái trà đại trà, vâng. Trà mắc công làm hồng trà, cái đấy là uống chất lượng không thể bằng cái này được luôn. Vâng. Đây, anh lấy cái đĩa anh bỏ ra. Đây. Thôi không cần đâu anh. Vâng. Đấy. Chất lượng làm anh. Sao mà đỉnh cao được những cái loại này? Cái loại này ấy, bình thường là một số cái nhà gọi là có nổi tiếng về trà, họ bán cái này 2 triệu rưỡi một cân thôi. Vâng. Nhưng mà đây là mình có nghĩa là mình gọi là tự ấy được. Tự làm. Tự tìm đến à, vâng. Đến tận cây trà luôn, nên là giá trị của mình là nó rẻ thì rẻ nhưng mà giá trị nó giá không, sát gốc à. Không kém gì cái loại tiền triệu đâu. Vâng. Cái này cũng vẫn là ô long gì anh? Một lạng đúng không? Ừ, một lạng. Vâng. Đôi khi người ta muốn thử ấy. Vâng. Muốn thử người đặt một lạng. Vâng, ok anh. Còn trà tấm ô lăng. Trà tấm này thì bao nhiêu? Cũng là ô lăng này, quá trình sàng lọc thì nó cái phần vụn nó rơi ra. Cái này thì bao nhiêu một cân? 140.000 một cân. Vâng. Đấy. Thế còn đây là những cái phần trà mà anh em bán đi đúng không? Ừ, đây là người ta đặt hàng thì mình chưa chuyển được ấy. Thế còn những cái này cũng là trà ấy. Ừ, trà đấy.
Vâng. Trà xong chưa hút chân không. Nhà anh, làm được. Anh nhiều trà nhỉ? Ô, nhà làm được mà. Vâng. Nhà làm được. Cái lô đấy là toàn ô long thôi. Vâng. Còn đây cũng là dạng trà cổ thụ. Đấy, nhưng mà cái loại cổ thụ này ấy là một tôm ba lá. Một tôm ba lá. Nó không phải nguyên bạch trà là nguyên cái bút trắng này. Vâng. Đấy, nguyên cái bút trắng này người ta gọi bạch trà thôi. Còn cái này là mình thái cả tôm cả lá to. Như cái giá này thì rẻ hơn. Cái này bán giá thị trường 1,3 triệu một cân. Vâng. Rồi, ok anh. Ừ. Vâng. Thế để em kết thúc video, xin chào mọi người nhá. Ok. Đấy. Anh em có nhu cầu hãy liên hệ số điện thoại gọi cho em được, họ gọi cho anh Hữu cũng được, tại vì em nhà ở gần anh ấy. Vâng.